Bình Minh nắm tay ôm ấp Trang Nhung ở Đà Lạt. Hai diễn viên có những pha tình tứ khi đóng vai ông chủ và Ocean trong phim truyền hình mới. Trang Nhung trở lại màn ảnh nhỏ với vai cô gái nghèo, làm nghề giúp việc cho một gia đình giàu có. Đây là lần thứ hai người đẹp thể hiện dạng nhân vật này. Sau phim Kính Thưa Ocean, Trang Nhung chia sẻ cô phải cắt mái ngố làm da tối màu hơn, chọn những bộ quần áo cũ và học dáng điệu cử chỉ của những người bình dân quê mùa. Nữ diễn viên hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả sau 2 năm mới xuất hiện trên sóng truyền hình để tập trung cho vai trò làm vợ làm mẹ. Diễn cặp cùng Trang Nhung là đàn anh Bình Minh. Ban đầu mối quan hệ của cả hai chỉ là ông chủ và Ocean, nhưng sau nhiều biến cố trong cuộc sống, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Cặp đôi có những pha tình tứ lãng mạn giữa thiên nhiên Đà Lạt. Trang Nhung và Bình Minh đều xuất thân từ nghề người mẫu, có thời gian diễn cách quốc chung nên khá thân thiết. Họ thể hiện tự nhiên những cảnh nắm tay ôm ấp. Cuộc tình trên màn ảnh của Trang Nhung và Bình Minh không suôn sẻ. Vì tham vọng của mình, chàng doanh nhân do Bình Minh thủ vai đã liên tiếp rơi vào vòng xoáy thương trường nghiệt ngã, hai lần bị điên. Bình Minh diễn cảnh lên cơn treo ghẹo bác sĩ điều trị ở bệnh viện. Anh được đạo diễn khen biến hóa xuất sắc lúc điên lúc tỉnh rất thuyết phục. Diễn viên Dương Hoàng Anh trong vai chồng của người đẹp Hồng Nhung. Đoàn Thanh Tài từng quen thuộc với các vai phản diện, nhưng lần này anh được mời hóa thân vị bác sĩ tốt bụng và chung tình. Nhân vật của anh yêu thầm Trang Nhung và không dám thổ lộ. Phim Ngày Mai Ánh Sáng phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!